Kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ tư, ngày 28 tháng 8 với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hơn 122.000 thí sinh từ chối nhập học đại học. Năm sở nào của thành phố Hồ Chí Minh sẽ thi tuyển chức danh phó giám đốc? Trường quốc tế bị nợ thuế hơn 100 tỷ đồng, bị đề nghị thu hồi giấy phép thành lập. Ukraine xác nhận F-16 chính thức xung trận, bắn hạ mục tiêu Nga. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Trong vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 3 bị can tại Bộ Công Thương, gồm cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Trần Duy Đông và cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Hoàng Anh Tuấn cùng về tội nhận hối lộ. Kết luận điều tra cáo buộc Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công ty Xuyên Việt Oil, đã đưa hối lộ tổng số tiền cho 3 bị can là 365.000 USD. Trong khi đó, bị can Hải bị cáo buộc nhận hối lộ 50.000 USD, Đông nhận hối lộ 250.000 USD, nhưng chiếm hưởng 120.000 USD và Tuấn nhận hối lộ 265.000 USD, nhưng chiếm hưởng 145.000 USD. Tháng 11 năm 2021, Hoàng Anh Tuấn dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đi kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil. Việc kiểm tra này, theo kết luận điều tra, chỉ là hình thức, bởi đoàn chỉ kiểm tra tượng trưng một cây xăng của Xuyên Việt Oil. Ngoài ra, trong lần kiểm tra này, Tuấn đã phát hiện Xuyên Việt Oil không thực hiện việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Tuy nhiên, do đã nhiều lần nhận hối lộ, Tuấn đã bỏ qua, không xem xét hay đề xuất xử lý, chấn chỉnh. Bộ Giáo dục Đào tạo tối ngày 27 tháng 8 đã vừa công bố số liệu thống kê về tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2024 cùng số lượng thí sinh xác nhận nhập học. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, số thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2024 trên hệ thống là 673.586 em, tăng 58.116 thí sinh so với năm 2023. Tuy nhiên, số thí sinh xác nhận nhập học 551.479, chiếm 81,87% tổng số thí sinh trúng tuyển đợt 1. Như vậy, có đến 122.107 thí sinh từ chối không nhập học đại học dù đã trúng tuyển đại học, chiếm tỷ lệ 18,13%. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa duyệt kế hoạch tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2024. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thi tuyển chức danh phó giám đốc cho 5 sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, An toàn thực phẩm. Thời gian thực hiện từ tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2024. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức gọi chung là cán bộ, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của chức danh cần thi tuyển, đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, hoặc là cán bộ trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh cần thi tuyển và tương đương trở lên, đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm phải đăng ký dự tuyển. Chi cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè ngày 28 tháng 8 đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thu hồi giấy phép thành lập trường quốc tế Mỹ. Theo Chi cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, công ty cổ phần giáo dục quốc tế Mỹ AIS, chủ đầu tư trường quốc tế Mỹ nợ thuế hơn 100 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như trích tài khoản ngân hàng, ngừng sử dụng hóa đơn, tạm hoãn xuất cảnh với người đứng đầu nhưng không hiệu quả. Trước đó, trường quốc tế Mỹ bị Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đình chỉ hoạt động 12 tháng từ ngày 1 tháng 7 do không đảm bảo điều kiện dạy học. Dù vậy, trường này nhiều lần thông báo với phụ huynh rằng đang cải thiện điều kiện hoạt động, sẽ mở lại sớm. Trong buổi làm việc với trường quốc tế Mỹ vào ngày 20 tháng 8, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Quốc khẳng định đến thời điểm này trường quốc tế Mỹ chưa đủ điều kiện để hoạt động lại, đồng thời yêu cầu nhà trường trong thời gian bị đình chỉ không được tổ chức bất kỳ hoạt động giáo dục nào theo quy định, không được thực hiện việc khảo sát để xác định việc học sinh có tiếp tục học tại trường hay không. Lúc 9 giờ 30 ngày 28 tháng 8, giá vàng miếng SJC được công ty SJC niêm yết mua vào 79 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 81 triệu đồng mỗi lượng, ổn định so với hôm qua. Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại được công ty SJC và BNC giao dịch quanh mức 77,4 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 78,65 triệu đồng mỗi lượng, bán ra, tăng 100.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Giá vàng vẫn liên tục tăng từ đầu tuần tới nay theo đà đi lên của giá thế giới, dù mức biến động chậm hơn.
Đây cũng là mức giá cao nhất của dàn nhẫn được công ty SCC và BNC niêm yết từ trước tới nay, vượt xa mốc đỉnh 77,5 triệu đồng mỗi lượng lập hồi tháng 5 vừa qua. Giá dàn nhẫn trong nước tăng cao trong bối cảnh giá dàn thế giới đang duy trì ở vùng đỉnh, thậm chí được kỳ vọng tăng tiếp hướng tới những mốc cao mới. Quý vị đang nghe podcast 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Sau đây là phần tin quốc tế. Hôm ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine xác nhận nước này đã sử dụng F-16 trong nỗ lực phòng thủ trước cuộc tấn công lớn của Nga một ngày trước đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các máy bay chiến đấu F-16 đã mang lại một kết quả rất tốt, giúp không quân Ukraine bắn hạ thêm nhiều mục tiêu khi Nga thực hiện cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV hôm ngày 26 tháng 8. Theo phía Ukraine, quân đội của họ đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 UAV trong số 127 tên lửa và 109 UAV do Nga phóng trong cuộc tấn công nói trên. Ukraine đã nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào đầu tháng 8, một năm sau khi các đồng minh của nước này thành lập liên minh nhằm cung cấp máy bay và huấn luyện cho Ukraine. Kiev đã nhận được lời hứa về ít nhất 79 máy bay F-16 từ Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ, khoảng 10 chiếc đã được chuyển giao cho đến nay. Cựu Tổng thống Donald Trump đối mặt với bản cáo trạng liên bang đã được sửa đổi hôm ngày 27 tháng 8, cáo buộc ông cố lật ngược kết quả bầu cử năm 2021 cách bất hợp pháp. Đội ngũ của công tố viên đặc biệt Mỹ Jack Smith đã đưa ra bản cáo trạng thay thế trong vụ án ở Washington mặc dù rất khó có khả năng vụ việc được xét xử trước ngày bỏ phiếu, mùng 5 tháng 11. Theo hãng tin Reuters, bản cáo trạng sửa đổi nêu ra 4 cáo buộc tương tự mà các công tố viên đã đưa ra nhằm chống lại cựu tổng thống vào năm ngoái, song những cáo buộc mới này tập trung vào vai trò của ông Trump với tư cách là một ứng viên chính trị đang tranh cử, thay vì là tổng thống vào thời điểm đó. Ông Trump đến nay vẫn không nhận tội đối với các cáo buộc ban đầu, lên án vụ án này và các vụ án khác mà ông đang đối mặt là nỗ lực mang động cơ chính trị nhằm ngăn cản ông trở lại nắm quyền. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11 giờ 30 ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, dịch vụ Tân Hiệp Pháp và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, Eximbank đã đồng hành cùng bản tin 11 giờ 30. Ekip thực hiện chương trình, Mỹ Uyên, Thanh Long xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.